Uống cốc nước này vào, gan nhiễm mỡ nặng cỡ nào cũng hết bay hết biến. Theo y học phương Đông, vỏ bưởi có vị đắng cay, tính không độc, thông lợi và trừ đờn táo thấp, hoạt huyết và giảm đau, trị tràng phong và tiêu phù thủng. Nếu chúng ta chỉ lấy lớp vỏ xanh thì có tác dụng trừ phong, tiêu đờn, giảm đau dạ dày, đầy bụng, ăn uống không tiêu hoặc ho. Các hoạt chất có trong vỏ bưởi có tác dụng làm giảm mỡ trong máu, làm giảm tình trạng gan nhiễm mỡ. Ngoài tác dụng làm đẹp tóc, nhiều người bị hói, tóc thưa, rụng nhiều tóc thì người ta khắc phục tình trạng này bằng cách dùng tinh dầu vỏ bưởi. Hạt nấu nước uống có tác dụng kích thích lỗ chân lông, phòng trị bệnh hói hay rụng tóc, khiến tóc dài và đẹp lên trông thấy. Cách làm này mang lại hiệu quả đặc biệt đối với hiện tượng rụng tóc ở các bà mẹ sau khi sinh. Theo y học Đông Phương, vỏ bưởi có vị đắng cay, tính không độc, thông lợi và trừ đờm táo thấp, hoạt huyết và giảm đau, trị tràng phong và tiêu phù thủng. Trị gan nhiễm mỡ. Bỏ lớp cùi trắng, lấy lớp vỏ vàng, thái nhỏ, phơi khô hạt sao vàng. Mỗi lần dùng 50g, sắc kỹ lấy nước uống trong ngày. Trường hợp không có vỏ bưởi, có thể thay bằng vỏ cam, vỏ quýt và cách làm này cũng tương tự. Ngoài ra, có thể dùng lá sen, hà diệp, sơn tra, táo mèo. Sắc uống cũng có tác dụng tốt để chữa gan nhiễm mỡ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Nghiền nát 10 viên vitamin B1 để trộn với thứ này rồi chà lên người. Da cứ thế trắng nõn mà không lo bắt nắng hay đen trở lại. Hè đến rồi, nếu muốn có làn da trắng hồng mà không bắt nắng thì đừng bỏ qua công thức này nhé. Nếu bạn muốn có một làn da trắng mịn mà không tốn nhiều thời gian hay tiền bạc đến spa hay mỹ phẩm đắt tiền thì đừng bỏ qua vitamin B1 nhé. Đây là loại vitamin có rất nhiều công dụng làm đẹp như kích thích tóc mọc nhanh, trị mụn bọc và tẩy trắng da. Thực tế, đã có rất nhiều người sử dụng công thức dưỡng trắng da bằng vitamin B1 và nhận thấy rằng phương pháp này mang đến hiệu quả rõ rệt mà lại an toàn, không hề gây kích ứng hay tác dụng phụ. Chính vì thế, các bạn hãy tham khảo ngay công thức dưới đây để dưỡng trắng da. Chuẩn bị nguyên liệu: 10 viên vitamin B1, 1 quả trứng gà, 3 thìa cà phê dầu dừa, có thể thay thế bằng dầu ô liu, 20g đường trắng, một chút nước ấm. Cách làm và sử dụng: mua một lọ vitamin B1 để dùng dần, mỗi lần lấy 10 viên cho vào chén nhỏ, thêm chút nước ấm để các viên vitamin mềm ra thì dùng thìa nghiền nát. Đập quả trứng gà vào chén vitamin B1, thêm dầu dừa, đường cát rồi trộn thành hỗn hợp sền sệt. Để sử dụng hiệu quả, đầu tiên bạn hãy tắm qua với nước ấm và dùng kem tẩy da chết để loại bỏ tế bào da già, giúp làn da sạch, thông thoáng, dễ dàng hấp thụ các dưỡng chất. Chú ý chỉ tẩy da chết một lần mỗi tuần để không ảnh hưởng đến da. Nếu ở nhà không có kem tẩy da chết, hãy thay thế bằng hỗn hợp đường, mật ong để sử dụng vì chúng mang đến hiệu quả tương tự. Tiếp đến, lấy hỗn hợp vitamin B1 đã chuẩn bị để thoa đều lên người. Massage nhẹ nhàng và chà thật nhiều tại vùng da cứng đầu như khuỷu tay, đầu gối. Lưu hỗn hợp khoảng 20 phút để dưỡng chất thẩm thấu vào da, phát huy tác dụng rồi tắm lại với nước mát. Cuối cùng, lau khô người và thoa kem dưỡng ẩm. Áp dụng công thức này mỗi ngày trong tuần đầu tiên, sang tuần tiếp theo thì giảm dần còn 2-3 lần. Chỉ một thời gian sau, làn da trắng sáng, mịn màng và không đen trở lại. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Tiết lộ ít biết về loại quả được mệnh danh nữ hoàng trái cây. Sơn tra được coi là vị thuốc quý giá do thiên nhiên ban tặng con người. Đây còn là vật cống tiến và được mệnh danh là nữ hoàng trái cây. Sơn tra có hai loại hình dạng tròn và dài. Quả tròn nhiều hột, thịt quả mỏng mềm, có màu trắng hạt vàng nhạt, có vị ngọt. Loại này vỏ mỏng, dễ lột.
đối với những loại quả hình dài, thường có màu đỏ, thịt quả thường có màu cam hoặc màu cà rốt, chứa hàm lượng carotin cao. Loại quả này vỏ dày, thịt cứng có vị chua. Trong đông y, sơn tra có tác dụng nhuận phổi, ngừa đàm rất tốt. Vì thế, khi bị ho, có thể sử dụng sơn tra làm vị thuốc chữa ho hiệu quả. Ăn sơn tra thường xuyên có thể ngăn ngừa sự tấn công của virus, phòng được các bệnh cảm cúm khi giao mùa. Sơn tra giàu carotin, vitamin D, kali nên tốt cho thị lực, làm mềm mức da, khống chế huyết áp tốt. Sơn tra giàu axit malic, axit citric và axit hữu cơ khác. Nên đối với những người biếng ăn, sơn tra chính là vị thuốc kích thích ăn uống tuyệt vời, giúp tăng cường bài tiết tiêu hóa, kích thích thèm ăn và giúp ăn uống ngon miệng hơn. Có thể ăn trực tiếp hoặc dùng quả xắt thành nước uống. Tuy là vị thuốc quý, nhưng khi dùng cũng cần đặc biệt lưu ý. Không được ngâm sơn tra với rượu, nếu không, carotin sẽ bị chuyển hóa, tấn công tế bào gây bất lợi cho sức khỏe. Không dùng sơn tra với tiểu mạch, bởi tiểu mạch kiện tỳ, ngăn ngừa tiết lỵ, ích thận, trị mồ hôi, giải nhiệt. Nhưng nếu ăn kèm với sơn tra, dễ khiến sinh đờm. Ngoài ra, những người phổi hư cũng không thích hợp ăn sơn tra bởi sẽ ảnh hưởng xấu. Nếu ăn phải sơn tra chưa chín, không chỉ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mà còn có thể gây tiêu chảy. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chỉ cần ăn lỗi chuối theo cách này, sỏi thận to bằng cam cũng bị đánh bay mà chẳng cần tới thuốc tây. Thành phần trong lỗi chuối sẽ giúp bạn làm tiêu sỏi thận. Lỗi chuối giàu chất xơ, ăn mau no, có thể ép lấy nước cốt, nhưng ăn luôn sẽ có lợi hơn. Mỗi tuần ăn 1-2 lần sẽ tốt cho những ai cần giảm cân. Giống như trái chuối, lỗi thân chuối giàu kali và vitamin B6. Vitamin B6 giúp sản xuất hồng cầu và insulin. Nó cũng tăng cường khả năng kháng khuẩn. Kali giúp cơ bắp hoạt động tốt, kể cả cơ tim, ngăn ngừa cao huyết áp, giúp kích thích thần kinh và duy trì cân bằng chất dịch trong cơ thể. Bài thuốc trị sỏi thận và giảm cân từ lõi chuối của người Ấn Độ. Bước 1. Trước tiên, cần phải lấy phần lõi ở bên trong thân của cây chuối. Bước 2. Tiếp đến, hãy rửa sạch lõi chuối. Sau đó thái thành từng khúc nhỏ bằng nhau và tiến hành chế biến theo hai cách đơn giản sau. Cách 1. Đem lõi chuối ngâm vào trong cốc nước muối đã được pha loãng trong thời gian 1 tiếng đồng hồ. Cách 2. Cho lõi chuối vào trong nồi cùng với nước, thêm chút bột nghệ và đun sôi trong thời gian 10 phút. Bước 3. Sau đó lấy lõi chuối ra để chế biến thành bài thuốc cổ chữa sỏi thận như sau. Nguyên liệu: lõi chuối cắt nhỏ 1 chén, nước cốt chanh 1 muỗng cà phê, nước lọc 1 chén, đường 1/2 muỗng cà phê, 1 chút muối. Bước 4. Đem toàn bộ các nguyên liệu này cho vào máy xay, xay nhuyễn cho tới khi hỗn hợp đồng nhất. Sẽ ngon hơn nếu như cho vào trong ngăn mát khoảng 2 giờ. Dùng chuối hột. Chuối hột còn gọi là chuối chát, họ chuối. Ngoài các thành phần chất dinh dưỡng tốt như đường, sinh tố, chất xơ, trong chuối hột xanh còn có chứa hàm lượng chất tannin cao, vì vậy chuối có vị chát nhiều hơn ngọt. Chuối hột có tác dụng giải độc, lương huyết, dân gian hay dùng để chữa đau lưng, nhức mỏi. Trái chuối hột xanh chữa hắc lào, vỏ trái chuối hột chữa kiết liệt, củ chuối hột chữa cảm nắng, sốt cao, chữa sỏi thận. Chuối hột già còn xanh, để cả vỏ, 7 quả, thái mỏng phơi khô, xào vàng, hạ thổ, sau đó đem sắc với 3 bát nước ăn cơm. Còn 1 bát, uống lúc còn nóng khi no. Mỗi lần 1 bát, ngày 4 bát. Hay có thể cho vào ấm, đổ nước sôi và hãm như hãm trà. Ngày uống 3-4 ấm. Chỉ cần uống trong một thời gian khoảng 1 tháng, sỏi thận sẽ tan và tống ra ngoài theo đường tiểu tiện.